Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Học Tiếng Anh cùng Mr. Longling. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu về Unit 12. Và trong phần video này chúng ta sẽ học về phần luyện nghe. Trong phần luyện nghe này, các bạn, người ta sẽ cho mình nghe một cái bài nói về báo cáo thời tiết. Rồi sau đó mình sẽ điền vô những thông tin còn thiếu ở 6 cái cột này. Và các bạn, mình sẽ để cho các bạn nghe. Đầu tiên để các bạn nghe một lần chưa có script và chưa có hướng dẫn để các bạn hình dung. Rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn xem script rồi các bạn đón nghĩa nha các bạn. Trước khi các bạn nghe thì mình hướng dẫn các bạn này. Đây là một cái bài nghe mà người ta cho mình nghe về một cái báo cáo về thời tiết ở các cái thành phố lớn, ở 6 cái thành phố lớn này. Các bạn để 6 cái thành phố lớn này. Người ta cho mình những cái thông tin còn thiếu, những thông tin đủ, những thông tin còn thiếu thì các bạn để ý. Chỗ nào mà thiếu là ta cố gắng ta lắng nghe đến cái chỗ đó rồi ta điền vào. Tôi ví dụ các bạn để ý, ví dụ như ta muốn làm được câu 1 này thì đầu tiên chúng ta phải cố gắng lắng nghe cho được cái chữ Sydney này, được chưa? Đó, của nước Úc đó, được chưa các bạn? Sau khi chúng ta nghe được cái thành phố Sydney rồi á là ta để ý đến cái danh từ thời tiết ở đó như nào thì nó đã có rồi, trong cột này nó đã có rồi, hai cái cột thời tiết gió và thời tiết khô ráo rồi nè, được chưa? Rồi sau cái cột thời tiết là cái cột nhiệt độ, các bạn ấy này thì ta đã cho mình cái cột nhiệt độ cao là 26 độ, thì bây giờ việc của chúng ta là cố gắng nghe cho được cái nhiệt độ thấp, có nghĩa là ta chỉ tập trung đúng chỗ cái nhiệt độ thấp của thành phố Sydney này thôi. Các bạn hiểu ý của mình nói gì? Đó, như vậy là đối với thành phố Sydney này là các bạn chỉ tập trung ngay chỗ nhiệt độ thôi. Còn tất cả những cái này nó đã có rồi. Đó, các bạn hình dung chưa? Là nhiệt độ thấp thôi. Đó, rồi tương tự Tokyo thì nó đã cho nhiệt độ thấp rồi. Nhưng nó chưa cho nhiệt độ cao thì ta cũng phải quan tâm đến nhiệt độ cao để ta điền vào. Và xem chỗ thời tiết nó có hai cái đặc tính từ nào, hai chỗ này nữa. Các bạn hình dung chưa? Và đương nhiên nó sẽ có ở trên này, nó sẽ hướng dẫn ta hết, nó sẽ có cái gợi ý cho chúng ta hết. Được chưa các bạn? Đó. Rồi, tương tự như vậy, London cũng vậy. London là thời tiết, chỗ này lạnh rồi. Ở trước này chưa có, thì chúng ta phải cố gắng lắng nghe phía trước này. Rồi, nhiệt độ thì chưa có luôn. Đó, cả thấp cả cao rồi luôn. Như vậy là rõ ràng là 6 cái này thì có cái đủ cái thiếu. Có cái đủ cái thiếu, có cái mà thiếu ít, có cái thiếu nhiều. Rồi, như vậy là các bạn hình dung chưa? Cái kỹ năng luyện nghe của mình là vậy. Mình cứ để ý, ví dụ ngay chỗ Paris này á, là các bạn phải để ý ngay chỗ cái thời tiết này. Là các bạn phải nắm được cái thời tiết này, được chưa? Hai cái này luôn. Rồi cái nhiệt độ cao. Đó, như vậy là các bạn để ý, như vậy là các bạn nắm là các bạn làm được à. Rồi, như vậy là sau đây là ta để ý, đây là những cái người ta gợi ý cho mình để mình trả lời cho tốt nè. Ví dụ đây là những cái tính từ của nó nè, như là thời tiết là như nhiều mây nè, rồi trời mưa nè, tuyết nè, lạnh nè, mát mẻ nè, nắng nè, ấm nè, khô nè, thời tiết đẹp nè, thời tiết ẩm ướt nè và trời nhiều gió nè, vân vân. Đó là những từ chắc chắn nó sẽ xuất hiện trong cái ô dưới này. Các bạn hình dung được chưa? Thì ta phải cố gắng ta điền vào cho được. Còn nhiệt độ không ạ? Ví dụ nhiệt độ này là nhiệt độ âm này, âm 5 độ C này. Đó, người ta ký hiệu âm 5 độ C này, 0 độ C này, 0 độ C này, 3 độ C này, 3 độ C này, vân vân. Tương tự như trên này là nhiệt độ cao này, nhiệt độ thấp. Rồi, đương nhiên thì không thể trong bài mà nó nói đúng 5 độ C được, âm 5 độ C được các bạn nhé. Tùy vào, nhưng mà đây người ta ký hiệu được cho mình biết này, để mình điền vào này. Rồi, bây giờ mời các bạn lắng nghe rồi điền vào những chỗ thiếu các bạn nhé. Lần thứ nhất mình sẽ không để cho các bạn xem script và để các bạn điền vào. Rồi sau đó mình sẽ cho các bạn xem đáp án. Listen to the weather reports. Then fill in the blanks in the table with the information you hear. The words in the boxes may help you. And here is today's weather forecast for the international traveler. 1. Let's start with Sydney. It will be a dry day in Sydney today and windy. For the temperature, the low will be 20 and the high will be 26 degrees. 2. Tokyo will be dry and windy with a low of 15 and a high of 22. 3. London is going to have a humid day. It will be very cold with a low of minus 3 and a high of 7. 4. Bangkok will be warm and dry with a low of 24 degrees centigrade and a high of 32.
New York is going to have a windy day. It will be cloudy with a low of 8 and a high of 15. 6. In Paris, it will be cool and dry today. The low will be 10 degrees and the high will be 16. Rồi, bây giờ các bạn sẽ được vừa nghe vừa xem đáp án, vừa xem cái script, rồi chúng ta kiểm tra đáp án của chúng ta các bạn nhé. Listen to the weather reports. Then fill in the blanks in the table with the information you hear. The words in the boxes may help you. And here is today's weather forecast for the international traveler. 1. Let's start with Sydney. It will be a dry day in Sydney today and windy. For the temperature, the low will be 20 and the high will be 26 degrees. 2. Tokyo will be dry and windy with a low of 15 and a high of 22. 3. London is going to have a humid day. It will be very cold with a low of minus 3 and a high of 7. 4. Bangkok will be warm and dry with a low of 24 degrees centigrade and a high of 32. 5. New York is going to have a windy day. It will be cloudy with a low of 8 and a high of 15. 6. In Paris, it will be cool and dry today. The low will be 10 degrees and the high will be 16. Rồi, bây giờ các bạn sẽ được hiểu cái đoạn dự báo, đoạn báo cáo thời tiết đó như thế nào này. Bây giờ các bạn để ý đây. Đây, và bắt đầu chương trình, cái người dẫn chương trình báo cáo thời tiết này. Và đây là dự báo thời tiết của ngày hôm nay đối dành cho những khách du lịch quốc tế, dành cho những người du khách quốc tế. Đầu tiên là chúng ta bắt đầu với thành phố Sydney. Đó, các bạn thấy chưa? Thành phố Sydney của Úc đó. Thành phố Sydney sẽ có một ngày khô ráo, sẽ có một ngày khô ráo và đầy gió. Và nhiệt độ thấp là 20 độ C và nhiệt độ cao là 26 độ C. Đó, riêng về thành phố Sydney ở Úc đó. Rồi trong đó là Tokyo thì sao? Tokyo thì sẽ khô ráo và gió luôn, cũng giống như Sydney vậy. Khô ráo và gió với nhiệt độ thấp là 15 độ và nhiệt độ cao là 22 độ. London thì sao? London thì sẽ có một ngày đầy ẩm ướt và nó sẽ rất lạnh với nhiệt độ thấp là âm 3 độ. Đó, các bạn thấy chưa? Âm 3 độ C và nhiệt độ cao là chỉ có 7 độ thôi, rất lạnh. Trong khi đó Bangkok thì ở Thái Lan thì sao? Bangkok thì sẽ ấm áp và khô ráo với nhiệt độ thấp là khoảng 24 độ C và nhiệt độ cao là khoảng 32 độ C. Rồi, cái thành phố thứ năm là thành phố New York. New York thì sao? New York là sẽ có một ngày đầy gió và nó sẽ có nhiều mây nữa với nhiệt độ thấp là 8 độ và nhiệt độ cao là 15 độ. Rồi, cuối cùng Paris. Paris thì là nó sẽ là một ngày mát mẻ và khô ráo và nhiệt độ thấp là 10 độ và nhiệt độ cao là 16 độ. Như vậy là chúng ta hiểu được cái đoạn văn này rồi. Thì bây giờ chúng ta điền vào những chỗ còn trống rất dễ các bạn. Đây là cái ô tô điền luôn nè các bạn này. Tôi vừa điền luôn cho các bạn nè. Thì các bạn để ý nè. Thì nó không có gì khó cả. Ví dụ như đây. Như đây thành phố Sydney thì nó thiếu cái gì? Nó thiếu nhiệt độ thấp đúng không? Thành phố Sydney là thiếu nhiệt độ thấp. Thì trong này nhiệt độ thấp của thành phố Sydney là bao nhiêu? 20 độ đúng không? Thì chúng ta kiểm tra lại trong bài đúng 20 độ không? Đúng 20 độ đúng không? Đây Sydney đây. Đó các bạn nhìn đó. Sydney đó. Sydney 20 độ này. Đây. Nhiệt độ thấp sẽ là 20 này. Đó các bạn thấy chưa? Rồi, tương tự như vậy đến lượt Tokyo. Tokyo thì thời tiết như thế nào? Hai cái tính từ thời tiết và nhiệt độ cao. Hai cái thời tiết với một cái nhiệt độ cao.
Đâu, Tokyo đâu, thời tiết bao nhiêu độ cao? Đây, Tokyo đây các bạn. Tokyo thời tiết là khô và đầy gió và nhiệt độ cao là 22 độ. Đó, và các bạn nhìn có đúng không? Tokyo khô và đầy gió, nhiệt độ cao là 22 độ. Đúng, nhiệt độ cao đây, 22 độ này. Và trời khô và gió này. Đó, đúng rồi. Rồi, đó là Tokyo. Cái thứ ba là London. London là thiếu một cái thời tiết đầu tiên. Bởi cái gì lạnh, trước cái lạnh là gì, và hai cái nhiệt độ thấp và cao luôn. Thế thì London đâu? London đây à, ẩm ướt này, ẩm ướt và lạnh này. Và nhiệt độ thấp là âm 3 độ và nhiệt độ cao là 7 độ, đúng không? Rồi London đây. Đó, ẩm ướt đúng không? Ẩm ướt và lạnh đúng không? Đây London này, ẩm ướt đây. Đó, các bạn thấy chưa? Sẽ có một ngày ẩm ướt và cũng rất lạnh này. Đó, và cũng rất lạnh với nhiệt độ thấp là âm 3 độ này các bạn này. Đó, âm 3 độ và nhiệt độ cao là 7 độ, chính xác đúng không? Đó, chính xác. Rồi, đến Bangkok. Bangkok thì chúng ta thiếu cái gì nào? Bangkok là chúng ta thiếu một cái tính từ của thời tiết. Sau khi nhiệt thời tiết ấm áp là hai cái nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao vẫn chưa có đúng không? Rồi, sau cái ấm áp là gì của Bangkok? Là khô ráo. Khô ráo và nhiệt độ thấp là 24, nhiệt độ cao là 32. 24 và 32 và khô ráo. Rồi Bangkok đây, các bạn nhìn đây. Đó, Bangkok là khô ấm áp và khô ráo, đúng rồi, chắc chắn rồi. Và nhiệt độ thấp là 24, đúng rồi. 24 và nhiệt độ cao là 32. Rồi, chính xác. Đó, Bangkok đó. Rồi cuối cùng cái thứ năm là New York. New York là sao? New York là chúng ta thiếu cả hai cái thời tiết luôn và một cái nhiệt độ thấp. Hai cái thời tiết và nhiệt độ thấp. New York hai cái thời tiết luôn là đầy gió và mây. Đầy gió mây và nhiệt độ thấp là 8 độ. Đầy gió và nhiều mây, nhiệt độ là 8 độ, nhiệt độ thấp. Rồi New York đúng không nào? Nhìn vô nào, mời các bạn. Rồi, đầy gió và mây đây. Đây, đầy gió này. Và nhiều mây này. Và nhiệt độ thấp là 8 độ này, đúng chưa? Nhiệt độ cao là 15 rồi, ok rồi. Rồi nhiệt độ cái cuối cùng. Cuối cùng là Paris, Paris, chúng ta hay gọi là Paris đó. Paris thì sao nào? Hai cái thời tiết luôn, không có. Rồi nhiệt độ cao. Hai cái thời tiết và nhiệt độ cao, hai thời tiết là lạnh với mát mẻ và khô ráo. Mát mẻ và khô ráo và nhiệt độ cao là 16 độ. Đúng không nào? Rồi nhìn đây. Đó, rồi mát mẻ và khô ráo, chắc chắn rồi. Rồi mát mẻ và khô ráo đây. Và nhiệt độ cao là 16 độ. Rồi chắc chắn rồi. Như vậy là chính xác các bạn nhá. Vậy là chúng ta đã làm xong cái bài tập này. Đây là một cái bài tập luyện nghe rất là hay. Mà nó đòi hỏi cái kỹ năng nghe chúng ta là chúng ta phải tập trung rất là cao. Chi tiết một, ví dụ tới cái chỗ nào, thiếu cái chỗ nào là ta phải tập trung cái chỗ đó. Đó, chứ ta nhiều lúc ta không nghe lang mang được. Đó, ví dụ như chỗ này là ví dụ ta để ý, ví dụ như Sydney là ta biết là chỉ cần để ý chỗ nhiệt độ thấp nữa thôi. Đó là va cái chỗ nhiệt độ. Khi nghe đến chữ temperature này đó là các bạn đón ngay được nè, được chưa các bạn? Rồi, như vậy là chúng ta cũng kết thúc cái phần luyện nghe của Unit 12 ngay chỗ đây. Rồi, bây giờ hẹn các bạn ở những video tiếp theo để chúng ta học những phần tiếp theo. Tất cả những nội dung trong sách giáo khoa này chúng ta đều được học trong cái kênh YouTube này hết các bạn nhé, trong kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh này. Và thậm chí giải sách bài tập sách giáo khoa cũng thế. Và thậm chí các những nội dung ôn luyện cho các bạn trước các kỳ thi mình cũng có ôn luyện hết. Cho nên là thậm chí giải các đề cho các bạn nữa. Nên là mong các bạn nhấn đăng ký để theo dõi những video bài học tiếp theo. Và like, share để cho kênh chúng ta ngày càng phát triển và chúng ta ngày càng có những video hay cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn và chúc các bạn một buổi tối vui.